Vâng, như vậy thì mình đã cuối cùng quyết định đánh giá chi tiết chiếc Bphone B86 bằng cái sản phẩm do chính tay mình bỏ tiền ra mua. Các bạn thể xem kênh Vinshow. Trước khi xem video này, mình mời các bạn hãy cùng ngồi xuống, quên mọi thứ, tất cả status mà bác Quảng đã đăng lên, hay là tất cả những cái bài post toxic, hay là những cái bài dìm hàng, rồi những bài tâng bốc quá đà. Và hãy cùng nhìn nhận đánh giá chi tiết chiếc điện thoại này như một sản phẩm smartphone thông thường đến từ Việt Nam, để xem Bphone B86 có thực sự đáng mua hay không nhé. Bphone B86 thiết kế tối giản với viền đều và không có cảm. Đây là smartphone đầu tiên không có phím bấm. Và đó cũng chính là điểm yếu của Bphone. Nó không đến từ sản phẩm, nhưng điểm yếu của nó đến từ cái cách làm truyền thông khiến cho sản phẩm này đang bị người ta soi mói. BKAV thể hiện rõ một cái tiêu chí và cũng như mục tiêu, đó là thay đổi trải nghiệm người dùng và hướng đến là thay đổi thế giới. Tại sao như thế? Khi mà bỏ đi phím tăng giảm âm lượng mà mặc dù đang dùng iPhone và nhiều chiếc điện thoại Android khác, dùng Bphone mình cảm thấy không hề nhớ nó một chút nào. Tại vì sao? Tất cả các thao tác của mình như là chụp màn hình trước đây là phải combo hai phím, thì mình chỉ việc đó là vuốt lên xuống ở dưới đáy lập tức sẽ chụp màn hình luôn, rất tiện lợi. Tăng giảm âm lượng bằng cách là vuốt cái phím cảm biến vân tay, hay là mình có thể là tăng giảm độ sáng bằng cách bấm vào mép trái của màn hình. Mọi thứ của mình thực sự là chính xác, nó không hiện tượng lag hay là hiểu sai lệnh. Và đặc biệt là thao tác cử chỉ của BKV làm rất tốt, mình phải nhấn mạnh chữ rất tốt. Bởi vì trước đây mình đã trải nghiệm nhưng mình cũng thấy nó có gì đấy lấn cấn và vẫn không bằng các thiết bị như là của Xiaomi, của Oppo. Nhưng tới thời điểm hiện tại, Bphone B86 qua nhiều phiên bản nâng cấp thì nó rất là ngon lành cành đào. Nhưng mình phải nói thật với mọi người là sử dụng cái phím như thế này, thực chất là nó vẫn sinh ra những cái vấn đề phức tạp trong trải nghiệm. Ví dụ nhá, bây giờ các bạn đang để ở trên bàn mà các bạn có một cái tin nhắn đến, hoặc các bạn muốn xem một cái video, khi đó muốn tăng giảm âm lượng thì trước đây mình chỉ việc là bấm một phát là nó tiện lợi hơn. Còn cái này mình lại phải gọi ra cái bảng điều khiển, sau đó là tăng giảm âm lượng, hay là muốn khóa màn hình thì cái phím nguồn, hay còn gọi là chỉ là cái nút chứ gọi là phím, thì bây giờ các bạn bấm nó sẽ sâu hơn một chút nhưng mà sử dụng vẫn khá là ok. Bên cạnh đấy thì nói thật với các bạn, đó chính là cái chiếc Bphone này có khả năng hoàn thiện của nó rất tốt. Cảm giác cầm nắm trên tay và so với rất nhiều điện thoại khác mình dùng như kiểu là chiếc Mi 11 hay là iPhone 12 Pro Max, thì cái chiếc Bphone thực sự là cao cấp. Nó cao cấp từ cái việc như là hoàn thiện, rồi vân tay sau lưng sử dụng rất ngon, tự tin mà mỗi khi chạm vào không cần phải lo phải nhìn vào những kiểu cảm biến vân tay trong màn hình. Đây là một trong những điện thoại hiếm hoi có tiêu chuẩn kháng nước IP68 mà BKV còn nói là 68 cộng ở trong tầm giá tiền. Hiếm có điện thoại có được cái tiêu chuẩn như thế này. Và nhà sản xuất này còn rất là thông minh khi mà đặt chúng ta là khai SIM kép, và bên cạnh đấy lại còn có eSIM áp được lên đến cả chục SIM. Cái loa thoại thì nghe to, rõ ràng, bởi vì đây chính là phần trán rô. BKV thiết kế cho cái phần loa thoại này nó chất lượng. Còn loa ngoài thì nó chỉ có một cái bên dưới. Nói thật là loa này khá bé, mỗi lần mình mở tối đa âm lượng có khi là nhiều lúc là phải dí sát vào tai để nghe có thể rõ hơn mà lúc đang ở trong văn phòng. Còn ở nhà thì nghe dễ chịu nhưng nói chung là không ấn tượng. Và mình nói thật là cái màn hình hiển thị cũng là một cái đặt trong phân khúc nó thua hoàn toàn sang các đối thủ khác. Màn hình OLED này hay là màn hình tần số quét cao 120Hz này, BKV đều không có những cái này. Nhưng có vẻ như là chất lượng hiển thị từ Bphone 1 cho đến Bphone 3 rồi Bphone B86 đều như nhau. Thế nghĩa là nó cho chúng ta màu sắc trong trẻo, nổi bật, không có tần số quét cao, nhưng thực sự nó không phải là vấn đề quá lớn đối với cá nhân mình. Và màu sắc của nó khi chuyển sang cả Dark Mode hay là bình thường ra ngoài trời hiển thị đều ngon. Về phần thiết kế và màn hình, mình đều sẽ phải dành lời khen cho Bphone. Những cái mà mình cũng phân vân nhất đó là việc trang bị hai camera, thế thì để làm gì và chất lượng nó ra sao? Trong điều kiện đầy đủ sáng, thử nghiệm thực tế của mình đó là camera này chụp khá nhanh, và mình đã từng có cái video nói riêng về chế độ này rồi. Các điện thoại khác cũng làm được, Bphone chẳng qua là có một cái shortcut làm tiện hơn. Và các bạn sẽ nhìn thấy là các cái tấm ảnh của BKV trong điều kiện đủ sáng là nó rất là chi tiết, thậm chí là gai góc khi zoom vào các mặt người hay quần áo, nó đều tạo cho mình một cảm giác nó rất ấn tượng. Màu sắc của chúng ta và cân bằng trắng cũng khá tốt, và khi mà mình chụp những tấm hình selfie cũng như vậy. Thế nhưng đây hoàn toàn là những cái nhận xét khi chúng ta thử nghiệm trong điều kiện đầy đủ sáng. Và thực tế Bphone B86 có rất nhiều điểm cần phải cải thiện hơn. Ví dụ như thiếu sáng, các bạn thể nhìn thấy ở đây. Chiếc điện thoại này xử lý những cái vùng tranh sáng không tốt, và mình tưởng chỉ ban đêm mới như vậy, nhưng những cái tấm mình chụp ảnh HDR đủ sáng cũng không khác biệt nhiều. Nó không tạo ra sự thay đổi một cách rõ nét. Và hai cái tấm này gần như là chỉ có tăng một tẹo sáng như kiểu tăng EV, chứ không tạo ra vùng tối và vùng sáng chênh lệch. Hay là trong điều kiện thiếu sáng, mình so với một con điện thoại đối thủ khác ở phân khúc cũng chỉ 8 triệu đồng là máy tầm trung, thì Bphone ít sáng hơn, noise hơn,
Zoom 10 chi tiết thì vỡ hạt rất là nhiều so với đối thủ cạnh tranh. Thử sang chế độ chụp đêm vì đây là chế độ được Bphone tự tin khá nhiều. Bật chế độ này chụp thì cái ảnh mình chụp cháu thỏ này cũng chả biết tấm nào là chụp S9 và tấm nào không. À hóa ra cái chỗ này chỉ hoạt động khi mà rất thiếu sáng cơ. Rồi mình test thử thì thấy rằng là đúng là nó có sự khác biệt trong cái hình chụp cái con Goku này và so luôn tiếp với đối thủ cạnh tranh. Khi mà không bật chế độ chụp đêm thì tất nhiên Bphone kém hơn rõ rệt. Khi bật chế độ chụp đêm lên, Bphone làm ngon phết nhưng nó chỉ làm ngon ở cái phần là ánh sáng cũng như là màu sắc. Còn zoom vào thì nó cũng thua kém hơn rất nhiều ở về cái khoản chi tiết. Tóm lại thì đây chính là cái điểm trừ của Bphone, đó là về khả năng chụp đêm hay là chụp HDR của nó đều chưa tốt. Và mình có nói luôn về cái chế độ quay phim để anh em xem bên kênh Vinh Số đã nhận xét rồi. Quay 4K của nó thì rất là giật bởi vì nó không đạt được 30fps nên nó thua kém hoàn toàn. Và mình nghĩ các bạn chỉ nên quay dừng ở độ phân giải Full HD mới đem lại chất lượng tốt trên sản phẩm này. Và phần mềm của chiếc điện thoại này đôi khi bị lỗi. Các bạn nhìn thấy là các cái capture màn hình của mình đây, ví dụ chế độ chụp ảnh HDR tự nhiên bật lên chuyển sang cái nó bị kéo giãn ra, hay là tự chụp ảnh xong thì nó báo là nó vẫn đang xử lý ảnh, vân vân và vân vân. Các cái tỷ lệ là lỗi vặt thì xuất hiện có, nhưng tất nhiên không đến mức gây quá khó chịu cho mình. Và có một sự thật là mình sẽ khuyên anh em, đó là các bạn có thể truy cập vào các group người dùng để tham khảo các ý kiến này, bởi vì mình thấy lỗi thậm chí còn không phải máy nào cũng gặp như nhau mà nó khá là hên xui. Và pin thì cũng là một điểm không phải là tốt đối với mình. Dùng không có mạng internet, chỉ chơi giả lập Game Boy là một cái giả lập quá nhẹ 2D từ khoảng 6 tiếng. Nhưng chỉ cần mình sử dụng internet, bật 4G, lướt web, nghe gọi thì nó chỉ còn khoảng 3,5 cho đến 4 giờ đồng hồ. Và trong phân khúc giá này thì các bạn đã biết rồi, pin cứ trung bình 4 đến 5.000 thì rõ ràng là thời lượng sử dụng sẽ trâu hơn rất nhiều. Bên cạnh đấy thì mình cũng nhận thấy là cái trải nghiệm của Bphone thì còn đi kèm với rất nhiều phần mềm hay. Mình phải đánh giá tích cực ở những cái chỗ này. Một là BKV rất chăm update phần mềm cho Bphone và cảm giác là những gì chúng ta feedback sau một thời gian họ sẽ lập tức fix các lỗi này. Trình duyệt hay các ứng dụng của họ rất là tuyệt vời, như là chặn tin nhắn, cuộc gọi rác nhá, mình thấy hiệu quả vô cùng luôn. Và ngay cả cái trình duyệt internet này này, nó có một cái tính năng là mỗi khi mình đọc tin tức, mình có thể xem preview trước cái bài viết đó, không cần phải là truy cập sang một cái tab riêng. Thành ra mình đọc tin, mình tóm tắt mọi thứ rất là nhanh so với những chiếc điện thoại khác mà mình đang sử dụng. Nhưng mà tóm gọn lại thì mình thấy rằng BKAV có xứng đáng nhận phải những cái chỉ trích mà như mọi người vẫn đang comment không? Thứ nhất là chúng ta phải nhìn nhận rằng là Microsoft khi làm sản phẩm mới có lỗi không? Nhìn con Surface Duo của họ kìa, phần mềm phần cứng đều rất tệ và bị chửi rất nhiều. Hay là Samsung cũng không ngoài lệ khi lần đầu họ làm điện thoại gập, đó là Galaxy Fold. Và BKAV cũng tương tự. Tất nhiên đặt BKAV chung mâm với Microsoft và cũng như Samsung là không thể. Nhưng mình đang nói ở đây, nếu mà các nhà xuất khi làm một cái gì mới họ đều có rất nhiều sai sót. Bphone cũng đã lên đến vài thế hệ rồi, nhưng xét vào một cái quốc gia mà gọi là chập chững để tự làm một sản phẩm công nghệ thì điều này mình nghĩ là hoàn toàn phải chấp nhận và hiểu được. Nhưng có điều là sẽ không ai ép các bạn mua Bphone. Các bạn có thể mua thì các bạn phải đồng nghĩa là chấp nhận một cái rủi ro là khi sử dụng Bphone sẽ có nhiều các cái lỗi vặt, và nói thẳng ra so với các đối thủ cạnh tranh nó thua rất nhiều mặt. 8 đến 10 triệu duy nhất khả năng kháng nước của nó là vượt trội, còn lại từ màn hình, từ cấu hình, từ pin, từ camera, từ sạc nhanh, từ loa ngoài, mọi thứ các đối thủ khác đều có thể hơn được Bphone. Nhưng mà khi sử dụng Bphone, bạn sẽ có một cái trải nghiệm là nhà sản xuất này lắng nghe hàng ngày update như kiểu cầm một cái đứa trẻ con trong tay và nó sẽ lớn dần đấy, chứ nó không phải là một sản phẩm đã mạnh sẵn rồi. Và nếu các bạn muốn bỏ ra một số tiền xứng đáng để mua về dùng luôn, đúng không? Bạn có thể thậm chí là mua cả Vsmart, mua Samsung, mua Oppo, trong tầm này đều là mua về dùng ngon hơn so với Bphone. Bởi vậy nên câu chuyện ở đây chỉ là sự trải nghiệm, và bạn sẵn sàng chấp nhận rủi ro hay là cũng như là cái thử thách để mua nói không? Mình thì mình đã có câu trả lời. Mình mua về bởi vì đây là một cách ủng hộ của mình. Những bài review này của mình hy vọng sẽ có những cái đóng góp chân thực gửi đến BKAV để họ sớm cải thiện được sản phẩm. Còn Bphone thì nếu mà để chấm điểm thì mình nghĩ rằng nó chưa phải là điện thoại best choice trong phân khúc giá tiền. Hẹn lại bạn trong các video lần sau.